Xin chào tất cả các bạn, chúng mình là Mr. Zero. Những pha lừa bóng qua người Ronaldo, Neymar, Messi, những pha đi bóng Elastico của Ronaldo đã tạo nên những tuyệt tác khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ. Pha đi bóng qua người nói trên chính là kỹ thuật flip flap hay còn gọi là Elastico, được thực hiện trong tình huống một đấu một và cần vượt qua đối phương bằng kỹ năng khéo léo, sự kết hợp của cổ chân, đầu gối và nửa thân trên. Kỹ thuật này có độ khó rất cao, đòi hỏi cầu thủ phải có sự khổ công tập luyện và một cái cổ chân rất dẻo. Cùng với Mr. Zero tổng hợp lại clip những pha lừa bóng qua người Ronaldo, Neymar, Messi nhé. Và Kim Trinh cũng xin chúc cho tất cả các bạn có một năm mới vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Và cũng đừng quên bấm subscribe kênh YouTube và like fanpage Bóng Đá Hài Hước để nhận ngay những thông tin mới nhất đến từ Mr. Zero các bạn nhé. Những ngôi sao hàng đầu thế giới luôn sở hữu những kỹ thuật thượng thừa để vượt qua đối thủ. Và dưới đây là top những pha lừa bóng đỉnh cao khiến các cổ động viên bị mê hoặc, ngất ngây mỗi khi thưởng thức. Nói về kỹ thuật cá nhân, những cầu thủ Nam Mỹ, đặc biệt là các vũ công Samba Brazil luôn là bậc thầy. Hình ảnh những Ronaldinho hay Ronaldo béo bỏ lại đối thủ sau lưng bằng những pha lừa bóng thượng thừa có lẽ đã quá quen thuộc với người hâm mộ bóng đá. Hôm nay, Mr. Zero sẽ tổng hợp lại tất cả những pha lừa bóng của các danh thủ hàng đầu thế giới. Đừng bỏ qua video siêu thú vị này vì chắc chắn sẽ xuất hiện thần tượng của bạn đấy. Nhắc đến Lionel Messi, có dành bao nhiêu mỹ từ có lẽ vẫn không đủ để ca ngợi kỹ thuật của anh. Ngôi sao người Argentina có sở thích làm nhục đối thủ trên sân cỏ bằng những cú ngoặt bóng vô cùng khéo léo. Đến nỗi người bạn thân từ thuở nhỏ, Jeff Fabregas, cũng bị anh chàng làm cho bẻ mặt như thế này đây. Cũng giống như bất cứ cầu thủ Brazil nào, Neymar chịu ảnh hưởng của lối chơi bóng đá đường phố phóng khoáng, ngẫu hứng và đầy niềm đam mê. Vì vậy, cầu thủ này chơi bóng còn rất bản năng. Bên cạnh kỹ năng gấp bóng cầu vòng kinh điển, thì cựu sao Barca còn cho thấy khả năng lừa bóng của anh cũng rất đáng nể. Động tác đảo chân step over vốn đã trở nên quá quen thuộc với những người theo dõi bóng đá khi nó được sử dụng bởi rất nhiều cầu thủ tấn công kỹ thuật, nổi bật nhất là Ronaldo xứ Brazil và Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha. Lần này, CR7 khiến đối phương như bị tung hỏa mù bằng những cú đảo chân của mình. Mặc dù Ronaldo không hề chạm bóng một lần nhưng vẫn biến Vincent Kompany trở thành chú hề ngay trước khung thành đội nhà. Đối diện với Marcelo lúc này là Arjen Robben, một ngôi sao nổi tiếng của Bayern Munich. Hậu vệ của Real không ngần ngại mà tự tin lao thẳng về phía trước. Chỉ cần một cú đảo chân lừa bóng, vậy là số 10 của Bayern đã khuỵu gối, bị bỏ lại phía sau ngay lập tức.
Tình huống này diễn ra ở phút 58. Trong một pha phản công của Real, Di Maria bất ngờ nhận được bóng và tiền vệ người Argentina đã vận dụng rất tốt tốc độ của mình để làm khổ chàng thủ quân già nua bên phía Barca. Bị động trong tình huống truy cản Di Maria, trung vệ Carles Puyol đã tỏ ra lúng túng trước pha xử lý kỹ thuật của chàng cầu thủ đối phương. Để rồi sau đó, Puyol kết thúc màn truy đuổi bằng một cú trượt quả chuối khá hài hước. Trước khi trở thành đồng đội của nhau trong màu áo của Real Madrid, Zidane và Beckham không ít lần chạm trán với nhau trên sân cỏ. Lần này, ngôi sao người Pháp đã thành công trong việc lừa số 7 hay nhất thế giới ở thời điểm đó đến 2 lần chỉ trong một tình huống. Nhắc đến những kỹ thuật sân cỏ, dĩ nhiên không thể bỏ qua vua bóng đá Pele. Trong một lần bị đối phương theo kèm quá sát, cựu danh thủ đã nhanh trí làm động tác giả để bóng tự sâu kim mình, khiến cho anh chàng phía sau trở nên tẹn tò khi thấy mình bị cho ngửi khói lúc nào không hay. Dù ở thời điểm sở hữu thân hình không hề mảnh khảnh, thậm chí có phần thừa cân, nhưng người ngoài hành tinh vẫn cho thấy nó không hề ảnh hưởng gì đến kỹ thuật của anh. Siêu sao người Brazil vẫn nổi bật với tốc độ kinh hoàng trước khi ngoặt bóng đánh lừa luôn cả thủ môn, rồi ghi bàn dễ dàng đem điểm về cho đội nhà. Vừa rồi chính là những pha qua người mà không cần chạm đến bóng của các ngôi sao hàng đầu thế giới bóng đá. Theo bạn, pha xử lý nào là ấn tượng và kỹ thuật nhất? Hãy chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận ngay phía bên dưới. Đừng quên nhấn like, share và subscribe để đón xem những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!